Chào các bạn, hôm nay thì mình tiếp tục chia sẻ tiếng Quảng Đông cho các bạn. Thì chúng ta chỉ đơn giản đọc qua một lần. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu. Bạn đừng nên quá ích kỷ như vậy. Lý mù hủ cầm xỉu hy lá. Lý mù hủ cầm xỉu hy lá. Bạn nên rộng lượng một chút. Lý yên coi tài phong ti la. Lý yên coi tài phong ti la. Mọi thứ chỉ còn là ký ức. Sở dạo dạ tố hay hồi ức. Sở dạo dạ tố hay hồi ức. Mọi thứ chỉ còn là kỷ niệm. Sở dạo dạ tố hay kỷ niệm. Sở dạo dạ tố hay kỷ niệm. Chỉ là vậy thôi. Chào hài cẩm. Chào hài cẩm. Chỉ đơn giản là vậy thôi. Chào hài cẩm cảm tán. Chào hài cẩm cảm tán. Bạn khiến tôi thấy mắc cười quá. Lý cáo tù ngộ hữu sẵn siêu. Lý cáo tù ngộ hữu sẵn siêu. Lần nào cũng vậy cả. Chi chi tố hài cẩm. Chi chi tố hài cẩm. Nhất thời tôi chưa nghĩ ra được. Ngộ tật nhiên cán lắm ẩm hỷ. Ngộ tật nhiên cán lắm ẩm hỷ. Nhất thời tôi chưa hình dung ra được. Ngộ tật nhiên cán hình dung ẩm tủ. Ngộ tật nhiên cán hình dung ẩm tủ. Biết nói gì bây giờ? Gì cá ẩm chí gọi mẹ. Gì cá ẩm chí gọi mẹ. Không nhất thiết phải làm như vậy. Ừ nhất tình yêu cẩm trù. Ừ nhất tình yêu cẩm trù. Ừ lý khởi la. Ừ lý khởi la. Mặc kệ tôi đi. Ừ xảy lì ngọ la. Ừ xảy lì ngọ la. Mọi chuyện cũng rất đột ngột. Mỗi dần dễ tố hữu tật diện. Mỗi dần dễ tố hữu tật diện. Hiểu lầm. Mùi. Mọi thứ hiểu lầm cũng đã được giải quyết. Sở dậu mùi tố cải khuyệt chỗ. Sở dậu mùi tố cải khuyệt chỗ. Thật là tốt. Khỏe khoắn tinh thần. Chân hài hữu tâm tình phong sung sài. Chánh hài hữu tâm tình phong sung sài. Hôm nay nhìn bạn buồn bã vậy. Cấm nhật lý thấy hỷ lì cầm mùn kẻ. Cấm nhật lý thấy hỷ lì cầm mùn kẻ. Sao bạn biết vậy? Lý điểm chi gà. Lý điểm chi gà. Vẻ mặt của bạn nói cho mình biết. Lý phai miền hòa bỉ ngọ chi. Lý phai miền hòa bỉ ngọ chi. Có phải bạn nhớ quê nhà không? Hay mù hay lý qua chùa hướng hả? Hay mù hay lý qua chùa hướng hả? Đúng rồi. Rời xa quê hương lâu rồi. Tôi rất nhớ quê hương. Hay à, lì khai rồi hướng hạ cầm lại, ngộ hú qua trù hướng hạ. Hay à, lì khai rồi hướng hạ cầm lại, ngộ hú qua trù hướng hạ. Bao lâu rồi bạn chưa về quê thăm người thân vậy? Lì dẫu kỷ lại mì phan hướng hạ thăm chân chích à. Lì dẫu kỷ lại mì phan hướng hạ thăm chân chích à. Cũng 4 năm rồi. Tú xì niên là. Tú xì niên là. Vậy thì cũng khá lâu. Cũng dầu hay kỷ lời kẻ. Cấm dầu hay kỷ lời kẻ. Bạn cũng nên sắp xếp thời gian về quê thăm thân nhân. Lý yên coi an bài đi thời gian phan hướng hạ thăm chân. Lý yên coi an
排 啲 時間返鄉下探親。Hôm nay có ba mẹ qua thăm tôi. 今日有爸爸媽媽過嚟探我。今日有爸爸媽媽過嚟探我。Mình cảm thấy rất vui, tôi cảm thấy rất vui. 我覺得好開心。我覺得好開心。幸福。幸福。幸福。Bạn thật là hạnh phúc đó. Lý hữu hạnh phúc à. Lý hữu hạnh phúc à. Ngưỡng mộ. Ghen tị. Xin mộ. Xin mộ. Thật là ghen tị quá. Chân hài hữu xin mộ. Chân hài hữu xin mộ. Bạn thấy mình tốt. Mình thấy bạn tốt thôi. Lý thấy ngộ hữu, ngộ thấy lý hữu chế. Lý thấy ngộ hữu, ngộ thấy lý hữu chế. So sánh. Bỉ cào. Bỉ cào. Hạnh phúc là để cảm nhận, chứ không phải để so sánh. Hạnh phúc yêu lì cảm còn, không phải yêu lì bỉ cào. Hạnh phúc diêu lì cẩm cọt, ừ hay diêu lì bỉ cào. Cười lên đi nào. Siêu hả lá. Siêu hả lá. Bạn khiến tôi muốn bật cười. Lì cảo tù ngộ hữu sẵn siêu. Lì cảo tù ngộ hữu sẵn siêu. Làm cho ai đó vui vẻ. Thầm. Thầm. Cảm ơn bạn làm cho mình vui vẻ. Tớ chờ lì thăm ngộ hói xăm. Tớ chờ lì thăm ngộ hói xăm. Có gì mà cảm ơn? Ừm sảy tớ chờ. Ừm sảy tớ chờ. Tụi mình là bạn thân thiết nhau cả mà. Ngộ đề hài hữu phần dậu á mà. Ngộ đề hài hữu phần dậu á mà. Chúc各位母親節快樂，祝大家母親節快樂，祝媽咪們母親節快樂，身體健康，越來越靚。